Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 6129 về việc tăng cường hoạt động và chế độ hỗ trợ của tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng, trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện giao nhiệm vụ cho tổ Covid-19 thực hiện hàng ngày việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng nhằm tuyên truyền vận động nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường ban hành quyết định thành lập ngay nếu chưa thành lập tổ COVID-19 hoặc ra soát kiện toàn các tổ công tác COVID-19 ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn toàn thành phố với số lượng 2 đến 3 người một tổ. Mỗi tổ công tác phụ trách từ 40 đến 50 hộ gia đình hoặc theo đơn vị tổ dân phố và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể đến từng tổ. Tổ COVID-19 có trách nhiệm thực hiện hàng ngày việc đi từng ngõ, gõ từng nhà ra từng đối tượng nhằm tuyên truyền vận động nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tại từng hộ gia đình, hỏi giám sát, phát hiện và báo cáo ngay qua điện thoại cho chính quyền địa phương và đơn vị y tế tuyến xã phường những trường hợp có triệu chứng nghi mắc COVID-19 phát hiện được tại các hộ gia đình. Bên cạnh đó, tổ COVID-19 có trách nhiệm hỏi và phát hiện những người đi từ vùng dịch về để báo cáo chính quyền địa phương và trạm y tế trợ giúp truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan như các trường hợp F1, F2 khi có ca bệnh liên quan ở địa bàn phụ trách.